Quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Dân Việt. Ngay sau khi nghi phạm bị bắt ở chuồng lợn trong ngôi nhà bỏ hoang cách nhà 200 m mới nhất, các quan cảnh sát điều tra đã xác nhận rằng nghi phạm là họ hàng, ghét nạn nhân từ lâu, nung nấu ý định xấu từ lâu. Sau 12 giờ khoanh vùng truy xét, đơn vị chức năng công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng tại một khu nhà hoang thuộc thị trấn Nhã Nam. Ngày 12 tháng 4, công an huyện Tân Yên, Bắc Giang đã bắt được đối tượng Phạm Thị Hà, hung thủ trong vụ án giết người đêm ngày 11 tháng 4 tại thị trấn Nhã Nam, khi đang trốn trong một ngôi nhà bỏ hoang cách nơi gây án không xa. Kết quả điều tra xác định khoảng 22 giờ ngày 11 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo tại khu vực tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nha Nam, huyện Tân Yên, ra vụ án mạng. Nạn nhân là chị DTTM, sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, đã bị đối tượng Phạm Thị Hà dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Trước cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Hà khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, biết chị M mở cửa hàng quần áo nên đến xem và mua hàng, nhưng chị M không bán và thể hiện thái độ nên đối tượng sinh lòng ghét bò và nung nấu ý định giết người. Hà nói, nó sống hay giả tạo, sống hay thái độ với em trước đó khoảng một tuần Hà mua bốn gói thuốc diệt chuột và chuẩn bị sẵn một con dao tối ngày 11 tháng 4 khi gặp chị M tại ngõ gần nhà đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến nữ chủ cửa hàng quần áo trọng thương dẫn đến tử vong gây án xong Hà khai nhận định dùng thuốc chuột tự tử nhưng bất thành phạm thị Hà và nạn nhân tên M có quan hệ rõ ràng gọi nhau là chị em chị tên M vừa mở cửa hàng bán quần áo thời trang tại nhà trong khi đó, Hà không có nghề nghiệp ổn định, từ nhiều năm trước đi làm ăn xa, gần đây trở về địa phương. Còn trên báo Công an Nhân dân có bài viết, lời khai ớn lạnh của kẻ đâm chết nữ chủ cửa hàng quần áo. Nội dung bài viết cũng đề cập về sự việc trên, cùng với đó cũng khẳng định. Bước đầu đấu tranh, đối tượng Hà khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, biết chị My mở cửa hàng quần áo nên đến xem và mua hàng nhưng chị My không bán và thể hiện thái độ nên đối tượng sinh lòng ghét bỏ và nung nấu ý định giết người nạn nhân là người hiền lành. Trong khi đó, Hà không có nghề nghiệp ổn định từ nhiều năm trước đi làm ăn xa, gần đây trở về địa phương. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ và xử lý theo quy định. Nữ chủ sóc quần áo mới trở về Bắc Giang mở cửa hàng trước khi bị sát hại. Tiếp đó, người thân cho biết, nhiều năm trước, mở vào Phú Quốc sinh sống cùng bố mẹ và cô gái này mới trở về Bắc Giang mở sóc quần áo gần đây. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể nữ chủ shop quần áo số số là chị DTTM, 25 tuổi, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nha Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang, đã được bàn giao cho gia đình tiến hành các thủ tục tang lễ. Chiều ngày 13 tháng 4, tang lễ chị M được diễn ra theo phong tục địa phương, rất đông người thân, bạn bè tới gửi lời chia buồn, động viên gia đình. Một người trong họ tộc của nạn nhân cho biết, vào ngày xảy ra sự việc, tối ngày 11 tháng 4, Shop quần áo của mờ bị mất nước nên cô gái này vào nhà bà ngoại gần đó để sinh hoạt. quãng đường từ shop đến nhà bà ngoại không xa nhưng con ngõ vắng người qua lại. khi chị mờ đến gần nhà bà ngoại thì bất ngờ bị phạm thị hà, khách hàng mua quần áo dùng dao tấn công. lúc này do trời tối, một người hàng xóm chứng kiến sự việc còn nghĩ rằng đây là vụ đánh ghen. sau khi đâm chị mờ, hà nhanh chóng tẩu thoát. sau đó mọi người nhanh chóng đưa nữ chủ shop quần áo đi cấp cứu nhưng chị đã không qua khỏi. Người thân chị M cũng cho biết, sau khi gây án, Hà định ném con dao xuống ngao nước gần hiện trường, nhưng con dao lại mắc trên cành cây. Được biết, chị M theo bố mẹ vào Phú Quốc, Kiên Giang sinh sống nhiều năm trước. Vào cuối năm 2021, M trở lại nhà ở Bắc Giang và cùng người thân mở shop bán quần áo. Nhiều người từng tiếp xúc đều đánh giá M là cô gái thông minh, xinh đẹp. Nữ nghi phạm từng đi tù, ra trại ở nhà chỉ ăn chơi. Mới nhất, theo tờ pháp luật và bản đọc của báo Sức khỏe và Đời sống tiết lộ lời của một cán bộ điều tra thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang, PC02 cho biết. Hà có nhân thân bất hảo, khi có một tiền án về tội môi giới mại dâm và bị xử phạt 6 tháng tù giam. Sau khi trở về địa phương, Hà sống một mình vì bố và em trai đều đang đi làm xa, mẹ đối tượng đã mất, nơi nghi phạm cũng chưa lập gia đình hay có mối quan hệ tình cảm với ai. Thời gian gần đây, Hà chỉ ăn chơi, không lao động và cũng không có nghề nghiệp ổn định. À cũng không giao du, tiếp xúc với ai ở địa phương, cuộc sống tương đối khép kín. Tuy nhiên, một số người dân trong khu vực cũng cho biết, trước khi gây án, Phạm Thị Hà đã từng rút dao dọa chém một tiểu thương ngoài chợ vì xích mích khi mua bán. Nói về việc, dư luận đồn đoán Hà có bệnh lý về thần kinh. Vì cán bộ cho hay, người phụ nữ này không có biểu hiện bệnh lý tâm thần khi bị bắt giữ và cả trong quá trình làm việc với cơ quan công an tại địa phương, Hà cũng không thuộc diện theo dõi người có bệnh tâm thần, không có hồ sơ bệnh án. Làm việc với công an, Phạm Thị Hà khai nhận bản thân và chủ shop quần áo DTTM không có mâu thuẫn, thù hẳn cá nhân. Cô ta từng mua quần áo ở shop chị M, nhưng không vừa ý nên chiều tối ngày 11 tháng 4, Hà quay trở lại shop và yêu cầu được đổi quần áo, song chị M không đồng ý. Có thể đối diện án tử hình. Cùng với đó, trao đổi với báo chí Luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, vụ án trên đã gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh nghi phạm theo quy định của pháp luật. Theo thông tin ban đầu, để thực hiện hành vi phạm tội, Hà đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm là con dao mang theo. Chọn thời điểm đêm muộn cuối ngày không có người đã đến gặp chị M tại ngõ gần nhà. Hà sau đó đã sử dụng dao chém nhiều nhát vào vùng trọng yếu, khiến chị M bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Xét hành vi phạm tội của nữ nghi phạm thể hiện sự côn đồ, hung hãn, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt đã sử dụng hung khí chém nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân, gây tử vong, đã cấu thành tội giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm N, khoản 1, điểm 123 Bộ Luật Hình Sự. Đối với hành vi sử dụng dao chém kinh hoàng liên tiếp nhiều nhát, nạn nhân sẽ có thể phải chịu thêm tình tiết tăng nặng, được quy định tại điểm E, khoản 1, điều 52, bộ luật hình sự, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Luật sư Thơm nêu quan điểm, hành vi phạm tội của đối tượng đã gây tang thương mất mát cho gia đình nạn nhân, không gì bù đắp được. Đang tầm tức đoạt tính mạng của nữ chủ nhân nhẹ tuổi khi bắt đầu khởi nghiệp đã gây nên sự thương tiếc cho mọi người trong xã hội. Hành vi của đối tượng không những đã tước đoạt đi quyền sống của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Nên nếu đối tượng có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc chủ shop ở Bắc Giang bị chị họ sát hại dã man chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã làm rúng động không chỉ người dân ở đây mà còn cộng đồng mạng trên khắp cả nước. Đa số mọi người đều phẫn nộ trước tội ác của Phạm Thị Hà và xót thương cho số phận cô gái trẻ quý vị có suy nghĩ gì về hành vi và lời khai máu lạnh của đối tượng hà cuối cùng nơi nghi phạm sát hại nữ chủ shop ở bắc giang đối diện mức án nào chúng tôi sẽ gửi đến quý khán giả ở những tin tức tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại